Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh rất nổi tiếng ở xứ sở Âu Châu, đó là món bánh tiramisu. Nó thơm ngon với đầy đủ các loại trái cây cùng hương cà phê hâm lần cả nhà nha. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng làm món cốt bánh bông lan cacao rất là thơm và lạ vị các bạn nha. Nào, chúng ta cùng vào bếp nào. Nguyên liệu chúng ta sẽ có là cái phần mà có bánh hoa bông lan cacao các bạn, mình sẽ có 3 quả trứng gà cả nhà nha, 25ml sữa tươi cùng với 25ml dầu ăn. Ngoài ra chúng ta sẽ có phần bột là bột bắp các bạn nha, là 10g cùng với bột mì là 60g cùng với phần đường là 75g cả nhà nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái nguyên liệu khác như là bột tạc tạc các bạn, đó là 1g rồi cùng với vani là 1g cùng với 10g bột cacao cả nhà nha. Ok, và như những cái bánh bông lan mình đã làm trước giờ thì mình phải tách cái đồng đỏ với lòng trắng trứng các bạn nha. Ok, đầu tiên mình sẽ khuấy đều cái bột phần mà lòng đỏ trứng gà các bạn, chung với dầu ăn, chung với sữa tươi cùng với vani. Sẽ trộn những nguyên chất lỏng vào trước bạn nha. Sau đó mình sẽ đánh cái phần lòng trắng bông lên, rồi mình sẽ trộn lòng trắng lòng đỏ chung. Cuối cùng mình sẽ rắc bột lên, mình phôn đều là xong cái phần bánh bông lan của mình nha. Đó. Ok rồi, phần lòng trắng trứng thì mình sẽ cho vào máy đánh các bạn nha. Đánh cho nó bông lên cùng với đường và bột tạt tạt các bạn, là thêm bằng giấm hoặc nước chanh các bạn nha. Ok, cách làm bông lan hầu như là giống nhau 99% các bạn ơi. Đó. Mình sẽ đánh từ số nhỏ đến số lớn nhất các bạn nha. Đánh khi nào mà nó đổ chóp cứng lại là ok. Ok, và lòng trắng trứng cuối cùng cũng đã xong các bạn. Các bạn mà mở cái máy trứng làm thấy nó đổ chóp gì là ok các bạn nha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ cho phần lòng trắng vào cái phần lòng đỏ mà mình khuấy đều, sau đó mình sẽ cho ngược lại cái phần lòng đỏ đã phôn đều lòng trắng á, cho vào từ các bạn nha, để mình biết hai cái lòng đỏ lòng trắng lại với nhau. Cuối cùng mình sẽ cho bột vào từ làm xong cái phần làm bánh gato cacao các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rây bột và mình sẽ rây bột từ để mình phôn mình nha. Mình vừa mix bột chung với hỗn hợp đỏ lòng trắng mình đã mix rồi các bạn. Đó. Sẽ phôn từ từ lên cho nó hỗn hợp nó hòa quyện vào nhau. Ok, cuối cùng và công đoạn mình sẽ tạo màu cho cái bánh bông lan gato là mình sẽ rây cái phần bột cacao vào các bạn nha. Đó, mình sẽ rây, mình sẽ phôn, rồi bắt đầu cacao sẽ bắt đầu đổi màu các bạn. Đó, khi mà mình lát mình sẽ nướng xong nó lên màu rất là đẹp cả nhà nha. Ok, tiếp theo mình sẽ dùng cây cọ quét dầu lên xung quanh cái khay các bạn, đó, cái khay nướng mình á. Sau đó mình sẽ dùng một viên nến mình lót lên các bạn nha, cho nó dễ gỡ ra thôi. Ok, sau khi mình cho nó viên nến xong, mình sẽ đổ hỗn hợp bột cacao vào các bạn nha. Mình sẽ thả cái khay nướng xuống 2-3 cái các bạn, cho cái bột nó dày dãi ra thì khi nướng nó sẽ đều hơn các bạn nha. Đó, nó đều hơn. Ok, và mình sẽ cho vào lò nướng đã mở trước 15 phút các bạn, ở nhiệt độ 150-160 độ C và thời gian là từ 40-5 phút cả nhà nha. Ok, và phần quét cà phê chúng ta sẽ có là 20ml cà phê phin các bạn nha. Đó, đường xay mình sử dụng là 10g cùng với 50ml đường rum các bạn nha. Đó, và cùng 1g vani. Và mình sẽ trộn các nguyên liệu lại với nhau để làm hỗn hợp quét lên mặt bánh cacao cả nhà nha. Ok, nguyên liệu làm nhân kem cream cheese các bạn. Mình sẽ có là 150g là cream cheese phô mai các bạn nha. Cùng với 80g whipping cream và khoảng 25g đường bột đường xay các bạn, cùng với 1g bột gelatin, 1g bột vani,
cùng với 50 lít rượu rum cả nhà nha. Đó. Ok, và đầu tiên mình sẽ co cái liêu chi lại, mình sẽ bỏ lò vi sóng vào i3, mình sẽ hâm nóng khoảng 1 phút với bạn, 2 phút cho nó tan chảy ra cả nhà nha. Đó, hoặc các nhà cũng có thể hấp cách thủy cũng được, đó, cách nào tùy cách nào nha. Còn đối với cái phần bột gelatin thì mình sẽ cho một tí xíu nước vào, khoảng cỡ 3-40 lít nước vào, mình sẽ khuấy đều, mình sẽ bỏ lò vi sóng vào, cũng để khoảng 30 giây cho nó tan cái bột gelatin ra cả nhà nha. Để lát mình trộn vô nó sẽ không bị lẩn cẩn cả nhà. Ok, và mình đã có cái phần hỗn hợp gelatin đã được đun chảy các bạn, cùng với cái phần lim chi mình đã đun luôn các bạn đó. Bạn thấy không, rất là nhanh gọn nha, với lò vi sóng rất là tiện các nhà nha. Ok, và bây giờ mình sẽ trộn ra cái hỗn hợp và lim chi và đã đang chảy cùng với bột gelatin cũng đã đun cho chảy luôn rồi, và mình sẽ trộn chung với bột vani và cuối cùng mình sẽ cho cái phần rum vào cả nhà nha. Riêng cái phần mà đường á, với cái phần với viên cream đó, mình lát mình sẽ đánh bông lên, mình sẽ bảo quản cho ngăn lạnh các bạn đó. Sau đó cùng sẽ trộn hỗn hợp lại với nhau, hai hỗn hợp lại chung với nhau là xong cái phần một kem cream cheese để mình trang trí các bạn nha, để làm nhân trong cái bánh tiramisu luôn các bạn. Ok, thì mình sẽ cho hỗn hợp với viên cream mình đã cấp đông các bạn đó, cho nó lạnh lại á, sẽ đánh mau lên mình bông lên các bạn nha, mình sẽ đánh chung với phần đường luôn. Đó, cho nó bông lên, cuối cùng mình sẽ trộn với cái phần lim chi hồi nãy là xong các bạn. Ok, thì hỗn hợp đã bông mịn các bạn, bây giờ mình sẽ trộn lim chi với cái phần whipping cream các bạn nha. Mình sẽ phun đều lên, sau đó mình bảo quản trong ngăn mát, ngăn lạnh các bạn. Để khi cần thì mình sẽ lấy ra mình đi coi cho kỹ cả nhà nha. Ok, quay lại cái bánh bông lan cacao thì đã chín cả nhà ơi. Đó là bông các bạn nha, các bạn nhớ lấy ra liền ha. Mình lấy ra càng sớm thì lúc mà nó xẹp xuống sẽ không bị xẹp quá các bạn nha. Đó, còn nếu các bạn mà lấy trẻ quá nó sẽ khí thấp hơi á, thấp nhiều quá sẽ làm cái bông lan nó xẹp xuống sẽ không có đẹp cả nhà nha. Đó các bạn thấy không, đó, nó bắt đầu xẹp ra các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đặt cái bông lan lại cả nhà nha. Rồi mình sẽ cắt ra làm 2 hoặc làm 3 phần để mình làm cái mình sẽ với cái nhân liệu bên trong các bạn đó. Ok, và mình sẽ dùng dao để mình cắt bánh là làm 2 hoặc là 3 phần các bạn nha. Thì các bạn muốn một lớp nhân thì để cắt làm đôi, và muốn làm nhân cắt làm ba các bạn nha. Ok, sau khi cái phần cắt xong các bạn, mình sẽ lấy từng lớp ra các bạn nha. Mình sẽ phủ ở trên mỗi lớp là một cái hỗn hợp quét cà phê mình đã làm hồi nãy các bạn. Các bạn dùng cọ các bạn quét phủ lớp cà phê lên nha, thì khi ăn nó sẽ có mùi cà phê rất là thơm cả nhà nha. Và sau khi mình quét xong lớp cà phê, các bạn sẽ dùng cái phần hỗn hợp kem cream cheese nãy mình đã để lạnh các bạn, mình sẽ quét thêm một lần nữa, mình phủ lên một lớp kem trên các bạn nha. Đó, tức là vừa có độ béo vừa có độ thơm cà phê các bạn, nắng nắng á rất là ngon cả nhà nha. Hoặc là chân bánh tiramisu các bạn. Đó, nếu mà nào mà có mascarpone nữa thì càng béo các bạn nha. Đó, nếu không phải dùng cream cheese cũng được. Đó, mình quét đều lên các bạn nha, muốn nhiều mình sẽ quét nhiều các bạn. Đó, sau đó mình sẽ đặt cái đặt bánh thứ hai, thứ ba lên, đó mình cứ làm tương tự vậy luôn, cũng quét một lớp cà phê, sau đó quét một phủ một lớp cream cheese lên, ok. Khi mà các bạn phủ lớp cream cheese xong đó, thì bạn nào mà thích có tạo hình đó, khắc chữ cho nổi đó, thì có thể mình sử dụng một cái miếng khung hình các bạn, mình để làm trên cái mặt lớp đó. Lớp cream cheese mình sẽ rắc bọ cao lên, lúc mình lấy ra sẽ được lớp chữ cao cao rất là nổi cái nhà nha, cũng đẹp luôn đó. Đây mình thử đi coi thử cái nhà xem đó, hai chữ happy birthday các bạn thấy không, rất là đẹp nha. Đó, như kiểu bánh sinh nhật cái nhà. Đó, rất là chuẩn cái nhà nha. Nếu bạn nào không biết vẽ thì sử dụng một cái miếng silicon nhựa các bạn, mình đặt lên trên thì mình chỉ việc phun cái bộ báo cao lên là cái chữ mình mong muốn các bạn nha. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà.
muốn các bạn hãy trang trí thêm một vài trái cây gì đó, hay một bánh quế cũng rất là ngon cả nhà nha. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình sẽ làm tiếp phần bánh tiramisu các nha. Mình sẽ rắc một phô cacao các bạn đầy lên cái phần lim chi các bạn để mình làm cái bánh tiramisu nha. Ok, sau khi mình rắc cái bột hạnh nhân lên này thì các bạn có sử dụng tiếp theo là sử dụng cái bánh quế các bạn. Quế đó mình sẽ cắt đôi đó, để giữ cái thước của cái bánh các bạn, mình sẽ trang trí xung quanh vòng ngoài các bạn nha cho nó đẹp á. Cuối cùng sau khi trang trí ốc quế, bánh quế xong á thì mình sử dụng cái dâu tây các bạn mà cắt lát mình trang trí vòng tròn quanh bánh tiramisu là xong các bạn nha. Đó, điểm thêm một vài nhánh húng quế nữa là quá tuyệt vời cả nhà nha. Wow, cuối cùng chúng ta đã xong được cái món bánh tiramisu cực kỳ thơm ngon của xuất phát từ xứ sở Italia đó, với lớp vỏ bánh cacao thơm lừng hương cà cacao cùng với nước cà phê cả nhà nha. Ăn vào lớp nhân phô mai bé béo ôi, trên cùng là bột cacao hòa với bột hạnh nhân quá tuyệt vời cả nhà ơi. Chưa kể có thêm các lát dâu đó, ăn chua chua ngọt các nhà nha. Ngoài cùng nữa là lớp bánh quế giòn ngọt sực sực, trời ơi tuyệt vời quá cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh này nha. Rồi hẹn cả nhà ở những clip sau. Bye bye.